Quảng Ngãi hiện có 61 sản phẩm OCOP, trong đó Mộ Đức là địa phương dẫn đầu, có nhiều sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Linh hoạt, chủ động thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP theo hướng đặc trưng của từng địa phương. Đặc biệt, huyện Mộ Đức không áp đặt khi lựa chọn sản phẩm OCOP, mà tùy điều kiện, nhiều xã có thể chọn một sản phẩm để đẩy mạnh vùng nguyên liệu và tổ chức các hoạt động, kết nối giới thiệu sản phẩm gắn với phát triển du lịch, nông nghiệp. Sau 3 năm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, công ty trách nhiệm hữu hạn nông lâm nghiệp TBT ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức đã có 4 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Đó là gạo sạch Ấn Trà, gạo lứt Ấn Trà, trà gạo lứt Ấn Trà và bánh tráng gạo lứt Ấn Trà. Hiện các sản phẩm của doanh nghiệp này đã có mặt trên thị trường khắp cả nước. Hôm nay thị trường thì cũng đang bắt đầu ra là bán trong tỉnh có, ngoài tỉnh có, mà chủ lực là trong tỉnh. Ngoài tỉnh thì cũng như anh em bằng bè Hà Nội có, Sài Gòn có, Đà Nẵng, Bình Dương. Nói chung là cũng bán đi khắp nơi rồi đó, nhưng mà cái lượng hàng là mình cũng bán nó chưa được mạnh lắm. Tại vì sản phẩm OCOP của mình thì chỉ có gạo mà loại gạo ăn bình thường đó, thì mình được chứng nhận từ 2019. Còn những cái sản phẩm gạo lứt, gạo trà, rồi bánh tráng thuộc mang thương hiệu Ấn Trà, thì tất cả những sản phẩm OCOP mình là mang thương hiệu Ấn Trà hết. Thì mới được chứng nhận OCOP cuối năm 2021, thì bắt đầu bây giờ mới bắt đầu phấn đấu để đưa ra thị trường. Đó, thì mình cũng rất là mong là những cái sản phẩm OCOP của mình sẽ phát triển mạnh trong và ngoài tỉnh. Thì đó là cái định hướng của công ty sẽ phát triển ra những cái sản phẩm sạch, sản phẩm OCOP để mà phục vụ cho người tiêu dùng. Hợp tác xã nấm Đức Nhuận hiện có 6 sản phẩm OCOP, trong đó nấm Linh Chi là sản phẩm OCOP 4 sao. 5 sản phẩm OCOP 3 sao là nấm bào ngư, bột nem từ nấm bào ngư, khô sợi bào ngư, rượu linh chi và trà linh chi túi lọc. Được công nhận OCOP, sản phẩm của Hợp tác xã nấm Đức Nhuận được nhiều người tiêu dùng biết đến. Hợp tác xã liên tục nhận được lời mời hợp tác của các siêu thị, cửa hàng OCOP, cửa hàng thực phẩm sạch trong và ngoài tỉnh. Các dòng sản phẩm của Hợp tác xã được người tiêu dùng đón nhận khá tốt. Trong cái sản phẩm OCOP á, thì ở giai đoạn đầu á, thì cũng chưa đủ niềm tin để mà nó chắc là nó sẽ thắng trong cái việc mà đưa lấy tay người tiêu dùng. Nhưng mà sau một thời gian mà phấn đấu và thực hiện những cái chỉ tiêu á, thì bây giờ mình mới thấy được là cái sản phẩm OCOP nó luôn luôn nó mang đến cái niềm tin cho người tiêu dùng, từ đó nó mang lại là cái lợi ích cho cái người sản xuất. Bởi vì người sản xuất tốt, thực hành sản xuất tốt này, thì người tiêu dùng họ sẽ tin hơn và họ sẽ nhắm vào cái thị trường đó để người ta tiêu dùng, từ đó tăng cái lợi nhuận cho người sản xuất và giảm cái rủi ro về bón hàng không được. Hiện nay thì cái mặt hàng của mình bón đều trên các thị trường trở đề rất là đều, từ cái hàng có cái cửa hàng OCOP này, có cửa hàng sạch này, ở siêu thị này, thì trên góc có trong mạng điện tử này, có cửa hàng online bón rất là chạy, bón rất là nhanh. Có nhiều cái đơn vị bán hàng online một ngày họ bán cả trăm túi bột nem như vậy. Xây dựng làng du lịch nông nghiệp theo chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, một số địa phương có lợi thế đã xây dựng vườn mẫu, xây dựng những tuyến đường hoa để xây dựng làng du lịch nông nghiệp. Những vườn tạp giờ đã trở thành những vườn canh tác có giá trị kinh tế cao. Đây là chủ trương xây dựng vườn mẫu của nhiều địa phương trong phát triển làng du lịch nông nghiệp theo chương trình mỗi xã một sản phẩm ở huyện Mộ Đức. Bây giờ mình trồng theo hướng hữu cơ thì mình chỉ dùng phân hữu cơ thôi, phân trùng quế rồi đó. Rồi với lại mình lùm đất cho kỹ, với rửa vôi, rồi mình chỉ nhổ cỏ thôi, chứ còn không ngoài ra là không dùng thuốc trừ cỏ, thuốc từ sau, chỉ dùng thuốc sinh hạt thôi, chứ còn không có dùng thuốc hóa hạt. Du lịch cộng đồng thì huyện cũng đã xác định có hai cái khu. Đó là thôn 2 xã Đức Tăng, là khu gần khu lưu niệm Bắc Đồng á, và các thôn Dương Quang xã Đức Thắng. Thì trong những năm qua thì huyện cũng đã tổ chức cái quy hoạch rồi và từng bước đầu tư để mà xây dựng cái vùng, cái khu dân cư kiểu mẫu này gắn liền với du lịch cộng đồng để mà đảm bảo được cái thu hút khách du lịch đến tham quan. Đến nay, huyện Mộ Đức đã có 19 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh, trong đó có một sản phẩm 4 sao và 18 sản phẩm 3 sao. Mộ Đức cũng là địa phương dẫn đầu của tỉnh Quảng Ngãi có nhiều sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Năm 2022, huyện Mộ Đức phấn đấu có thêm từ 7 đến 10 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên và có từ 1 đến 2 sản phẩm được nâng hạng sao.